Các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái chương trình là kiểm tra số nguyên dương n có phải là số nguyên tố hay không. Thì chương trình của chúng ta sẽ nhập n từ bàn phím và mình kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay là n không là số nguyên tố hay các bạn. Mình sẽ khai báo tên chương trình program số nguyên tố. Thực ra thì các bạn không cần phải khai báo tên chương trình cũng được ha. Rồi, view CLT thì tôi khai báo thư viện CLT để một chút xíu nữa mình sử dụng lệnh legend đấy, lệnh mà để xóa dữ liệu trên màn hình đấy. Rồi, khai báo tiếp là A này, N thì N của chúng ta là nguyên dương, vậy đó mình khai báo cho N là kiểu quật, quật là kiểu nguyên dương này. Thì để chương trình của chúng ta được tối ưu hơn đó thì tôi sẽ viết hàm kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không. Function, tôi đặt tên hàm này là nguyên tố, thì hàm này sẽ có một cái tham số truyền vào, một tham số truyền vào là một số nguyên dương đó, truyền vào hàm để mình kiểm tra. Thì để không nhầm lẫn với biến n ở đây thì tôi đặt ở đây là k, cái kiểu quật. Thì nếu như lúc này k này á, k là số nguyên tố thì hàm nguyên tố này nó sẽ trả về giá trị chung. Còn ngược lại nếu k không là số nguyên tố thì hàm nguyên tố này sẽ trả về giá trị false. Do đó thì hàm nguyên tố này nó có kiểu dữ liệu là kiểu logic á, là kiểu boolean nè. Kiểu boolean. Rồi. À, tiếp theo thì tôi sẽ khai báo một biến, thì biến này là biến y này dùng để làm ước của k để mình kiểm tra cái k có chia hết cho y hay không ấy. Quạt, đó, kiểu quạt. Bắt đầu phần thân của chương trình con, phần thân của hàm á là begin nè. Thì khi mà chưa kiểm tra, ban đầu chưa kiểm tra đó thì tôi tạm coi k đây là số nguyên tố đó. Tạm coi k là số nguyên tố thì tôi sẽ gắn gắn chu vào hàm nguyên tố, chu hàm nguyên tố. Đấy. Rồi tiếp theo tôi mới đi kiểm tra này. Nếu như mà tôi tìm được ước của k thì tôi sẽ thay đổi giá trị của hàm nguyên tố này thôi nha. Tôi xuất phát từ ước số 2 này, tại mình kiểm tra cái k có chia hết cho 2 không trước tiên, do đó mình khởi tạo là y bằng 2. Tiếp tục nếu if k k mà bằng 1 đó các bạn, thì 1 không phải là số nguyên tố rồi, thì then này hàm nguyên tố này nó sẽ là nhận giá trị là false ha. Ngược lại nó không phải là một thì mình sẽ đi kiểm tra coi nó có ước nào không, đi tìm ước nó có ước hay không. Rồi while này lập khi nào, lập khi mà y nó nhỏ hơn căn bậc 2 k thì chúng ta sẽ thực hiện của lệnh lập. Mình sẽ xét cái điều kiện này, nếu if a mod y mà bằng 0, thì trong trường hợp mà k mod y bằng 0 này, tức là k chia cho y mà là dư 0 đó, thì lúc này y này là ước của k rồi. Mà y là ước của k thì k không là số nguyên tố nữa rồi. K không là số nguyên tố nữa thì nguyên tố này nè sẽ nhận giá trị false đấy các bạn. Giá trị false. Mà sau khi hàm nguyên tố nhận giá trị false rồi đó, k không phải là số nguyên tố nữa, thì giờ chúng ta không cần phải kiểm tra những cái ước
sau đó nữa ha, những ước sau đó, ví dụ như là những ước tiếp theo của K đó, mình không cần kiểm tra nữa thì mình thoát luôn. Thì lúc này mình sẽ thoát, mình sẽ sử dụng hàm exit để thoát. Đây. Nếu như mà K không có chữ hết cho Y đấy, tức là mình chưa có tìm được ước nào của K hết, thì mình sẽ kiểm tra tiếp theo. Đó, kiểm tra một cái ước tiếp theo coi. Ước tiếp theo tức là mình sẽ tăng Y lên một đơn vị. Ước tiếp theo tức là Y cộng 1. Xong rồi mình sẽ đóng cái câu lệnh ghép lại, đóng câu lệnh ghép lại. Này, xong mình sẽ kết thúc cái phần thân khi nhìn con luôn bằng từ khóa n chấm phẩy đó. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại hàm nguyên tố của mình coi, nó cơ chế hoạt động của nó, chức năng của nó đó như thế nào ha. Này ban đầu thì mình sẽ coi như là K này là số nguyên tố nè. Nếu như mà khi mà thực hiện các cái câu lệnh phía sau này nè, mà hàm nguyên tố chúng ta không bị đổi giá trị đó, không bị thay đổi giá trị thành phôn đó, thì K là số nguyên tố luôn. Tức là lúc này là K này không có ước nào từ cái phạm vi từ 2 cho đến là phần nguyên căn bậc 2 của K đó. Rồi. Vậy tiếp theo nếu như kiểm tra nè, nếu như K bằng 1 thì K bằng 1 thì 1 không là số nguyên tố, do đó mình sẽ gán phôn vào và hàm nguyên tố ha. À, ngược lại thì mình sẽ kiểm tra coi y này nó có nhỏ hơn căn bậc 2 của k hay không. Nếu nhỏ hơn thì mình mới thực hiện cái gì, thực hiện cái kiểm tra k này có chia hết cho y hay không. Nếu chia hết cho y thì k chắc chắn là không phải là số nguyên tố rồi, không là số nguyên tố thì mình thực hiện là mình sẽ gán phôn vào và hàm nguyên tố rồi mình thoát luôn, để tránh mất cái thời gian sau khi mà mình thực hiện tiếp tục nữa thì mất thời gian, do đó mình biết chắc nó không phải số nguyên tố thì mình phải thoát luôn nha, để thực toán mình nó được tối ưu. Còn nếu mà k mà nó không chia hết cho y đó thì mình phải kiểm tra coi k nó có chia cho một cái hết cho một cái số nguyên là tiếp theo hay không, tức là mình phải tăng y lên một đơn vị nè, rồi quay lại mình kiểm tra tiếp tục. Rồi. Giờ tôi sẽ viết cái phần thân của chương trình begin CLL CG nè. Legin để xóa màn hình. Rồi, bây giờ tôi sẽ thông báo nhập số n từ bàn phím guideline, nhập n vào guideline n được không? Rồi, mình check đây. If nguyên tố nào đó. Tức là hàm nguyên tố này mà trả về true đó thì mình sẽ thông báo là gì, thông báo là n là số nguyên tố đó. Right line n là số nguyên tố, n là số nguyên tố. Ngược lại L thì tức là hàm nguyên tố này trả về với JPON thì hiển nhiên là n không là số nguyên tố, mình thông báo n không là số nguyên tố. N không là số nguyên tố. Xong rồi, mình sẽ sử dụng câu lệnh get line không đơn số để dừng chương trình. N chấm. Thì trước khi biên dịch chương trình này thì mình phải lưu chương trình là loại, các bạn nhấn F2 này, mình sẽ đặt tên chương trình là số nguyên tố. Ok. Để biên dịch chương trình các bạn nhấn Alt F9. Có lỗi rồi ha, mình kiểm tra cái lỗi gì đây. Đây, bị dư cái dấu ngoặc các bạn. Đây, mình đóng lại
mình xóa nó đi rồi biên dịch lại nét chính đây. Chương trình chúng ta báo là compile sẽ full này, biên dịch thành công rồi. Rồi để chạy thử chương trình các bạn nhấn Ctrl F9 nè. Các bạn nhập N vào, một vào. Như một không là xuống nguyên tố. Rồi tiếp tục Ctrl F9 nè. Các bạn nhập hai vào. Hai là xuống nguyên tố. Ctrl F9 ba vào nữa đây. Ba là xuống nguyên tố. Ctrl F9 nhập các bạn nhập số 10 vào. Đây, lúc này số 10 không là số nguyên tố nữa. Nên cho nó nhập số 12 vào đây, 14 đi. Đấy. 14 không là số nguyên tố. Vậy thì mình nhập số 11 vào thử xem như sao. Đấy, 11 là số nguyên tố các bạn. Vậy thì tôi vừa hướng dẫn các bạn viết một cái chương trình kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng hàm nguyên tố này để kiểm tra. Thì như tôi đã nói lúc đầu đó, thì mình sử dụng hàm này chương trình chúng ta sẽ tối ưu hơn. Các bạn đừng quên subscribe đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn thành công.